Ok, ở bước này thì mình đang kiểm tra cái mạng internet. Nhà mình giờ dùng mạng wifi. Wifi 4G ấy. Đấy, cho nên là thì mình ở đây là cái phần sóng với cả phần IPS là nó không không có luôn. Đấy. Thế là một đấy là buồn. Tiếp theo là mình Ok. Đây là wifi nhà mình nhá. Bình thường nó sẽ có ba cái vạch này. Đấy, để mình tắt đi bật lại cho các bạn xem. Đấy, nó có ba cái vạch này, vạch sóng với cả vạch mạng, bây giờ nó không có nữa. Rồi mình tắt wifi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái thay sim này ra này. Đấy, rồi mình sẽ lắp vào điện thoại. Đấy, để xem nó như nào. Đấy, thay sim này, rồi mình sẽ tháo sim ra. Đấy, sim này. Rồi mình sẽ lên để lắp vào điện thoại nhá. Ok, sau khi lắp sim vào thì sim không có dịch vụ luôn. Mình sẽ gọi thử. Oh, như vậy là không có dịch vụ rồi các bạn ơi. Không có dịch vụ là mình thử kiểm tra. Thì mình là dùng mạng rồi, không có dịch vụ luôn. Đấy, bạn thấy không? Cắm vào iPhone nó không có dịch vụ luôn. Đây mình đã vừa cắm sim rồi nhá. Đấy thì Có vẻ nó sẽ nó đang gặp một sự cố ở đấy rồi ơi. Mình thử tắt, bây giờ mình tắt wifi này. Đấy, không có mạng nhá. Đây, đang bật dữ liệu di động. Đấy. Ok, thôi quay, nó sẽ cùng nhau lên mạng và sẽ bắt mạng hàng xóm. Hàng xóm dùng sử dụng VNPT các bạn. Ok. Nó sẽ bắt Mika Education. Với sóng cũng bắt mạng hàng xóm rồi nên là cũng không có mạnh mẽ nhỉ. Tôi sẽ lên đây để đọc và bài báo. Ok, đã vào dinh rồi. Ok, mở ngay phát là rồi có mạng rồi kìa. Nhưng mà sao? Theo bài báo này ấy, thì sóng đang rất thấp. Nhưng mà bạn sóng đang rất thấp luôn. Đây là thời điểm 20 giờ rồi. Đấy. Vậy thì mình sẽ tổng kết lại đến bây giờ là nó từ Ok, hiện tại mình đi lên tầng 5 nhé các bạn. Mình đang ở tầng 5 nhưng mà sóng vẫn không vậy. Ok. Bây giờ sóng đang có chữ E này. Bây giờ mình thử gọi nhá. Không biết gọi có ghi màn hình tiếp không nhưng mình sẽ gọi thử đến rồi không gọi được rồi này. Ok, như vậy là không gọi được, giờ sẽ tắt wifi mạng đây là e này. Đấy, không được rồi. Ok, gì đây? Dạ không. Đấy. Mạng khác không bị à? Mạng khác không ạ. Hello, xin chào. Bây giờ thì hiện tại thì quá trình fix đang ở giai đoạn cuối rồi. Hiện tại mình đã có mạng 3G. Đấy, hiện tại thì chắc là cũng sắp có 4G rồi. Đấy thì nói chung là đã kết thúc. Để mình thử lên trên xem có được 4G không nha. Ok, rồi để kết thúc cái vụ việc này sẽ trước tiên là sẽ trả sim về wifi. Sau khi anh kiểm tra lại này, đến giờ đến hết ngày mai 30 thì sẽ fix được cái lỗi này. Fix được mà. Không, nó fix cơ bản thôi, nó vẫn chưa có 4G ở một số khu vực. Giờ mới chỉ bắt được 3G thôi. Nhiều. Nhờ cùng anh. Lúc wifi không có cái gạch mạng rồi. Là đúng kiểu sự cố hi hữu luôn đấy, bởi vì nó lỗi kiểu nó toàn hệ thống đấy, kiểu bảo người nó là có cái vùng tự trị không tự trị à, kiểu vùng gì ấy, kiểu nghe nếu nghe cái tên thì có vẻ kiểu vùng này do một người cai quản.
chị vẫn cứ vẫn đẩy một bên nước ra đây. Okay, trước tiên là cái nồi. Đấy đấy đấy. Uống say. Đã say. Không cần nhìn nhìn cái kiểu. Ok. Vậy là có mạng. Như vậy là có cơ bản rồi. Ok, như vậy là có mạng rồi. Ờ thì mình không biết là đem mạng gì nữa, mình sẽ chuyển sang PC. Đấy, có thể PC nó sẽ ok, bây giờ là được. Ok, điện thoại không bắt được LTE nhưng wifi bắt được LTE rồi. Nói chung là đã cơ bản khắc phục hoàn toàn. Còn những sự còn mới biết là đem sẽ tự nhiên khả năng này tự còn cái mình biết tại sao mình nói cơ bản không, bởi vì là ý ấy có một số sự cố nhỏ nữa. Cái này bắt nguồn từ một sự cố nhỏ nó dẫn đến lớn. Là gì? Cho nên là mới chỉ nói là sự cố, đây là khắc phục cơ bản thôi, còn mấy cái sự này phải về muộn. Ok, thì đấy là toàn cảnh sự cố. Là đây là toàn cảnh sự cố về ngồi phone đấy. Nói chung là thế. À ngồi nhắc khéo một tí là cái video cái này này là mình edit hơi vội vàng nên là cho nên là sẽ có những sai sót mà anh em thông cảm bỏ qua. Ok, cảm ơn anh em đã xem nhé. Bye bye.